công ty Mỹ nghi WannaCry xuất phát từ Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, hãng tin báo Mỹ Flashpoint cho rằng phần mềm tống tiền WannaCry lan tỏa tại hơn 150 quốc gia trong hơn 2 tuần qua, có khả năng xuất phát từ miền Nam Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Singapore. Các phân tích ngôn ngữ cho thấy, mã độc này được viết bởi người nói tiếng Trung Quốc là tiếng bản xứ, với ngữ điệu của phía Nam Trung Quốc, hãng Flashpoint cho biết. Đăng tải báo cáo trên trang mạng của mình, hãng tin báo thương mại Flashpoint cho biết kết luận của mình có độ tin cậy cao. Một số báo cáo trước đó cũng cho rằng mã độc được thiết kế bởi những người có liên quan đến Triều Tiên. Theo Flashpoint, thư tống tiền đầu tiên được viết bằng tiếng Trung Quốc. Dựa trên nguyên tắc tiếng Trung, các tin tặc đã dịch lại tiếng Anh, rồi sau đó sử dụng ứng dụng Google Dịch để chuyển sang các ngôn ngữ khác. Các lá thư tống tiền được viết bằng tổng cộng 28 ngôn ngữ. Trang tin Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lại báo cáo của Flashpoint cho biết một lỗi chính tả trong bảng tiếng Trung, từ Bangju có nghĩa là giúp đỡ, được viết thành Bangju. Đây là dấu hiệu khá rõ cho thấy thư tống tiền được viết bằng hệ thống nhập liệu tiếng Hoa thay vì được sử dụng phần mềm dịch thuật như các lá thư khác. Bản báo cáo cũng khẳng định có một số cụm từ trong lá thư được sử dụng mang đặc trưng của tiếng Trung Quốc ở miền Nam, ở Hồng Kông, Đài Loan hay Singapore. Lá thư tống tiền phiên bản tiếng Trung cũng sử dụng một số thành ngữ mà các phiên bản khác không sử dụng lại. Tuy nhiên, cũng có ý kiến không đồng tình với những kết luận của Flashpoint. Ông Trang Kefeng, giáo sư tiếng Trung Quốc tại Đại học Jimei ở thành phố Hạ Môn cho rằng, các cụm từ mà hãng tin báo Mỹ dùng làm cơ sở kết luận thật ra được sử dụng khá phổ biến trong cộng đồng phía Bắc Trung Quốc, chứ không chỉ là đặc trưng của miền Nam. Ông Trang cho biết, tìm ra phương ngữ địa phương trong văn viết Trung Quốc ngày nay rất khó, đặc biệt là đối với giới có học thức, những người có ngữ điệu vùng miền khác nhau vẫn có cách viết giống nhau. Ông Tang Wei, phó chủ tịch hãng an ninh mạng Raising, cho rằng các phân tích của Flashpoint có nhiều thông tin hữu ích, nhưng vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra kết luận. Ông Tang cảnh báo, một tin tặc chuyên nghiệp thường để lại vô số dấu vết giả để đánh lạc hướng cuộc điều tra. Sự lan tỏa mạnh của WannaCry cho thấy các tin tặc này là tội phạm cực kỳ tinh vi.